Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách tìm bạn nhé bài đăng Instagram nha. Khi mà các bạn chọn video hoặc là hình ảnh trên Instagram, nếu chưa kịp đăng thì tất cả đều được lưu lại ở dạng bản nháp nha. Thì tính năng bản nháp trên Instagram cũng áp dụng cho bản nháp video reel trên Instagram nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm bản nháp bài đăng hoặc là video reel trên Instagram nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái đăng bình thường lên Instagram nha. Mình sẽ chọn vào cái này để mà có thể đăng nha. Mình sẽ chọn vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ chọn vào thước phim nha các bạn. Mình sẽ chọn vào thước phim. Rồi tiếp theo là mình sẽ chọn vào cái phần là bản nháp ở trên màn hình đó các bạn. Đây có cái mục bản nháp này các bạn, thì mình sẽ chọn vào nha. Thì các bạn có thể thấy thì mình đã có hai bản nháp mà mình chưa đăng đây các bạn. Thì nếu mà tiếp theo là các bạn hãy chọn cái bản nháp mà các bạn muốn đăng nha. Rồi các bạn chỉnh sửa rồi các bạn đăng lên nha. Đây mình sẽ chọn cái bản nháp này, rồi mình sẽ nhấn vào chỉnh sửa. Thì nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa lại thì các bạn nhấn vào chỉnh sửa rồi các bạn đăng lên, nó sẽ cho các bạn chỉnh sửa, cắt rồi chèn nhạc hay chèn tét vô nha các bạn. Đây mình sẽ nhấn vào chỉnh sửa đây các bạn. Đó các bạn có thể chỉnh sửa các video bình thường như là trên cấp cấp nha các bạn. Rồi tiếp theo là bạn đăng lên bình thường nha. Rồi mình sẽ nhấn bài tiếp nè, rồi mình sẽ nhấn bài đăng lên bình thường, viết chú thích rồi các bạn đăng lên nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tìm bạn nhé bài đăng video Instagram rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.